lại đấy. Cướp à? Đặt cướp này. Cướp à? Cướp à? Nằm im. Nằm im. Nằm im. Nằm im. Gì này? Cắt đi, cắt đi, cắt đi. Úi dồi ôi, em là người bị cướp cơ mà sao em lại đánh người ta thế này? Làm lại đi. Anh phải giằng co làm sao cho người ta lấy được cái xe. Đầu thế. Sao anh lại đánh người ta? Này, đưa lại đi. Lại đi. Bắt đầu. Ai là? Hả? Cướp à? Cướp! Là Đức ơi! Cướp! 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 Rồi ơi! Cắt đi! Vào đi! Để nó giết thế à? Sao rằng co lâu thế? Anh phải để cho Tương Tương lấy được xe chứ! Dừng lại đi! Chả biết thương anh em gì cả! Này! Anh thông cảm nhá! Lại đi! Đến chiều chả xong luôn! Cơm thì đặt bên kia rồi, xong cái này còn chay bên kia chứ! Rồi ơi, nó diễn cái gì đây? Biết trước tình huống rồi diễn lại đi. Nhưng cái gì tôi bảo cậu là không được diễn cái xe quá lâu, nhưng mà cậu lại đưa luôn cho anh ta. Như thế là biết trước tình huống. Mà cậu học diễn xuất ở đâu đấy hả? Mà này, cậu là diễn viên mà cậu diễn như thế à? Cậu phải là diễn viên không hả? Dạ em xin lỗi anh. Anh nghĩa, anh thị phạm cho cậu ta đi. Làm có mỗi cái vai quần chúng mà không xong. Không đóng đâu, đi ra để cho khách đóng. Này này, đấy. Thằng này đâu ra đấy? Chú làm cái gì thế? Phải cố gắng lên chứ. Chú diễn như thế thì làm sao trở thành diễn viên truyền hình được? Chú làm thất vọng quá đấy. Chú làm như vậy là ảnh hưởng đến cả đoàn. Một cảnh đơn giản như thế, làm ba lần không sao? Chết. Mất thời gian của bao nhiêu người. Anh cứ tưởng chú là ngôi sao sắp nổi, hóa ra là ngôi sao tệt. Thôi, cả đoàn tạm nghỉ 5 phút nhá. Làm luôn đi, nghỉ làm gì? Sao trông cậu buồn thế? Hay là vừa đi đâu về à? Cho dù em có nói, chị cũng không giúp được gì đâu. Chuyện gì mà tôi lại không thể giúp được? Chuyện này liên quan đến sự nghiệp của em, không ai có thể giúp em được cả. Sao tự nhiên cậu lại nghĩ như thế? Hôm nay em rất buồn. Em chợt nhận ra mình không trở thành một người diễn viên được. Sao bỗng dưng cậu lại nghĩ như vậy? Hôm nay em vừa đi đóng phim truyền hình về. Cậu đã đi đóng phim rồi á? Chỉ là vai phụ thôi. Vai quần chúng, quay có nửa ngày là xong. Xong rồi thì tốt. Chị không hiểu được đâu. Khi ra đến hiện trường, em mới biết rằng công việc đóng phim không hề đơn giản một chút nào. Một người diễn viên phải đảm nhiệm một lúc rất nhiều công việc, như là diễn với máy quay này, diễn với diễn viên này, rồi còn phải lo giữ giữ raccord. Chị có biết raccord là gì không? Có phải là mối nối giữa các cảnh không? Chính xác. Khó nhất là giữ được các điểm nối đấy. Diễn viên mà làm sai là cả đoàn phải quay lại hết. Mỗi lần như thế, cả đoàn lại mắng diễn viên, bảo chỉ vì diễn viên mà cả đoàn phải vất vả. Thế đạo diễn có nói gì cậu không? Ông ấy chả nói năng gì, cũng chẳng làm gì. Suốt cả buổi, ông ấy chỉ chăm chăm vào cái màn hình bé tí. Hễ ông ấy cứ nhăn mặt là cả đoàn phải quay lại. Quay cho đến khi nào cơ mà nó mới giãn ra. Lúc ấy cả đoàn mới được nghỉ. Em buồn lắm chị ạ. Em không ngờ nghề diễn viên lại khổ nhục như thế. Cậu đừng có nghĩ tiêu cực. Nghề nào cũng có cái khó của nó. Tại cậu mới đi làm nên chưa quen đi thôi. Sau này cậu làm nhiều thì cậu sẽ quen. Lúc đấy sẽ không cảm thấy khó nữa. Nhưng mà em không quen nghề này được. Có khi em về quê làm ruộng cho lành chị ạ. Cậu bị làm sao thế? Cậu có sở thích, có đam mê, tại sao lại cả thèm chóng chán như vậy? Nếu cậu không kiên trì học hỏi thì sẽ không bao giờ thành công được đâu. Em quyết định rồi, em về quê làm ruộng. Đi hát kéo nhị ở quê, tuy chẳng có tiền nhưng không ai chửi em cả. Đóng phim ở thành phố vừa được ít tiền lại còn bị ăn chửi, em không chịu được nhục đâu. Khi nào hết vai làm chồng chị, em về quê làm ruộng. Kìa. Dám nói cứ sâu chi.
trong tim chôn vùi ấp ủ. Ngọn gió mang theo tình em ấm thầm chào gửi, mãi đợi mãi chờ tự xu lòng em. Có những yêu thương em đâu cần đáp lại, cần cạnh nhau em đâu tiếc tháng ngày dài. Chỉ cần anh sẽ mãi mãi bên em, tình yêu này sẽ mãi mãi không phai. Có những yêu thương xin gửi vào kỷ niệm, bởi tổn thương trong em đã quá nặng nề. Có những suy tư dẫn lối em về, trả lại anh cùng mấy gió phiêu lãng. Có những yêu thương bị rơi vào quên lãng, anh đi qua mà không chút vấn. Và em sẽ nói với anh yêu thương này để gió cuốn đi, yêu thương này để gió cuốn đi, yêu thương này để gió cuốn đi.